Thưa quý vị, điện nước là nhu cầu thiết yếu trong đời sống sinh hoạt, sản xuất lẫn kinh doanh của mọi cá nhân doanh nghiệp. Vì thế mới đây đề xuất của Bộ Tư pháp về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng cách ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước tại địa điểm vi phạm đối với cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh dịch vụ vi phạm trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 đã khiến nhiều người dân lẫn chuyên gia đưa ra nhiều ý kiến trái chiều. Là người theo dõi thường xuyên kỳ họp Quốc hội, chị Trần Hồng Tình, ngụ quận Cầu Giấy, Hà Nội không khỏi bất ngờ khi Bộ Tư pháp đề xuất thi hành quyết định xử phạt hành chính bằng biện pháp ngừng cung cấp các dịch vụ điện nước trong dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012. Bất ngờ đến bất bình là tâm lý chung của nhiều người dân khi điện nước vốn là một trong những nhu cầu thiết yếu sử dụng hàng ngày. Doanh nghiệp điện nước không có thẩm quyền để xử lý vi phạm hành chính, mà thẩm quyền đó thuộc về cơ quan quản lý hành chính nhà nước áp dụng. Việc cắt điện nước như vậy thì sẽ vô tình đẩy những người không vi phạm là những người xung quanh phải chịu chung một chế tài đối với người vi phạm. Điều đó còn xâm phạm đến mối quan hệ giữa doanh nghiệp cung cấp dịch vụ điện nước với người sử dụng điện nước bằng hợp đồng. Một người trong gia đình mà vi phạm mà tự nhiên liên đới đến cả một gia đình, có thể là vài người, 5 người, 10 người thì thế sẽ không hợp lý. Bởi những người kia người ta hoàn toàn là không có trách nhiệm trong cái việc vi phạm của họ mà họ lại bị liên đới xử lý như vậy là không đúng. Đề xuất bổ sung biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính này của Bộ Tư pháp không chỉ khiến người dân khó chấp nhận mà ngay cả các chuyên gia cũng không đồng tình. Nếu áp dụng cái biện pháp này, vô hình chung là hạn chế cả một cái loạt các cái quyền, các cái nhu yếu cơ bản nhất của con người, và cho không chỉ riêng của cái người vi phạm mà cho cả gia đình họ, cho cả cái tập thể của họ, ví dụ như là họ tập thể cơ quan chẳng hạn. Biện pháp này trên thế giới hầu như là không có. Nhu cầu điện nước là cái nhu cầu tối thiểu cho cuộc sống của người dân thì không thể có cái việc rằng là lại vì xử phạt hành chính mà lại cắt điện cắt nước, như thế thì nó không đúng. Bởi vì cái quan hệ hành chính nếu như bị vi phạm ấy, thì chúng ta xử phạt hành chính và có rất nhiều những các hình thức cưỡng chế trong cái xử phạt hành chính. Thế còn cái việc cắt điện cắt nước là tôi hoàn toàn không đồng ý, vì đây là một trong những cái mà nhà nước sử dụng cái ưu thế của mình là đang quản lý những các sự nghiệp công ích, các đơn vị doanh nghiệp công ích, thì nhà nước lại muốn cắt của người dân, như thế là không được. Từ trước đến nay, điện nước không phải là công cụ xử lý vi phạm mà đó là nhu cầu thiết yếu trong sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh của người dân. Vì lẽ đó, Bộ Tư pháp cần nghiên cứu kỹ lưỡng đề xuất ngừng cung cấp dịch vụ điện nước như một biện pháp cưỡng chế để một cá nhân, tổ chức vi phạm hành chính phải thực hiện. Thay vào đó, Bộ cần có đề xuất xác đáng, thực tế hơn để có được sự đồng thuận của người dân.